Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em giới thiệu đến anh chị một cái mẫu xe mang thương hiệu của Hyundai mới về. Đây là một chiếc Avante sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu năm 2012. Mới về đến cửa hàng nhà em trong buổi chiều ngày hôm qua nhé. Rất là đẹp này, vô lăng và rất là nhẹ nhàng. Và xe em mua tư nhân chính chủ, cam kết là không qua taxi dịch vụ một ngày nào. Chạy chuẩn mới có 14 vạn. Và trên đồng hồ tablo không hề báo một lỗi nhỏ nào anh chị nhé. Xe đã được trang bị lên màn hình Android to bản này, màn hình đa phương tiện, rất là thông minh. Với cái khối động cơ là 1.6 máy xăng số sàn thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc Avante là rơi vào tầm 6,5 lít đến 7 lít trên 100 km. Rất là phù hợp cho anh chị nào về phục vụ gia đình cũng như là muốn chạy qua dịch vụ để phục vụ cái mùa dịch này. Rất là phù hợp rồi, tại vì mức tiêu hao nguyên liệu của nó cũng chỉ có tầm 6,5 lít đến 7 lít thôi anh chị nhé. Xe đã được trang bị những cái nút bấm thông minh tích hợp trên vô lăng rồi. Đây, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Trang bị hai túi khí an toàn, rất là đẹp này. Nội thất da còn như mới luôn. Chỉ thua xe mới thôi anh chị nhá. Không hề có một vết trùng nhún cũng như là xước xách nào ở đây đâu. Với cái cửa tiền đang chào bán bên salon là 265 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị rồi. Xe thì em mua tư nhân chính chủ, mang biển 14A 04145, mua tư nhân chính chủ ký ủy quyền anh chị nhá. Nên là bác nào có nhu cầu mà muốn rút hồ sơ để về biển tỉnh nơi mình ở đấy thì em sẽ hỗ trợ chi phí rút hồ sơ cho mọi người. Xe trang bị cho mình một cái lớp sơn xi màu trắng ca may, màu trắng ngọc trai, rất là đẹp này. Bác nào mệnh thủy thì lưu ý chiếc xe này rất là hợp mệnh với các bác nhá. Đấy, mọi người có nhu cầu thì có thể alo cho em Phượng theo số điện thoại là 0965 425 494 nhá, hoặc là alo vào số điện thoại của Duy Quang Hải Dương 0358 286 286 để được tư vấn và chốt cọc một cái chiếc xe Hyundai Avante rất là đẹp này. Cái dòng xe mang thương hiệu của Hyundai thì chắc hẳn là không còn xa lạ gì với mọi người rồi. Rất là bền và đồ đạc thay thế cũng rất là dễ kiếm tìm thôi. Xe trang bị màn hình Android, màn hình cam nùi đầy đủ rồi nhá. Hiện tại xe đang có mặt tại salon mô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bác nào mà ở gần cũng có thể đến trực tiếp trải nghiệm và test thử cái mẫu xe này thì liên hệ cho em. Hoặc là anh chị nào ở xa không thể đến xem trực tiếp được thì chỉ cần alo để chốt cọc, em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà trong mùa dịch nhé. Sơn xi rất là đẹp, cam kết 100% là không tai nạn đâm va, không ngập nước nhé. Mọi người có thể kiểm tra và test xe thoải mái trước khi nhận xe này. Hệ thống xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương xe và đăng kiểm thì còn đến tháng 5 năm 2022. Đấy, khoang máy động cơ của xe, máy nổ rất là êm này. Hiện tại em đang đổ để máy nổ ở cái khoảng cách như này, mọi người có thể nghe thấy tiếng máy nó rất là trong và không hề có một tiếng kêu lạ nào cả. Điều hòa thì rét buốt, máy nổ thì thầm. Đấy, hai bên mắt đèn pha được trang bị những cái mắt bi, đèn bi nhỏ xung quanh tạo điểm nhấn rất là đẹp rồi. Đây, có những cái vết chảy xước này, những vết sơn nó bong ra. Thì sau video này em sẽ cho đi xử lý hoàn toàn nhá. Xử lý những cái vết chảy xước cũng như là đánh bóng cả xe, dọn dẹp qua để là về tay mọi người đổ xăng là chạy thôi. Hyundai Avante sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu năm 2012. Với cái cửa tiền chỉ có 265 triệu đồng thôi anh chị nhá. Được đánh giá là rất là phù hợp và vừa túi tiền với mọi người. Sau đây sẽ đi chi tiết đến nội thất nhá, để mọi người có thể tham khảo thêm về cái nội thất da của chiếc xe này, nó rất là đẹp này. Đây, nội thất da này, ghế da còn rất là đẹp, không có một vết trùng nhún cũng như là xước rách nào ở đây cả. Sàn nỉ này, sàn nỉ nguyên bản theo xe. Táp ly. Keo chỉ bốn cánh còn nguyên zin nhá. Keo chỉ bốn cánh còn nguyên zin này, cam kết là không tai nạn đâm va, không ngập nước cho các bác. Đấy, em cứ tả chuẩn chỉ để làm sao những cái bác ở xa mà không thể đến xem xe trực tiếp thì có thể yên tâm nhá. Nội thất màu ghi xám rất là đẹp. Đấy, một chiếc xe sản xuất năm 2011 và đến thời điểm hiện tại là đã được 10 năm sử dụng.
chỉ với 265 triệu đồng thôi. Đấy, mọi người có thể sở hữu được một chiếc xe mang phong cách thể thao này, form dáng rất là đẹp, cũng như là trang bị cho mình một cái lức sơn si màu trắng rất là nổi bật rồi. Bác nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì nhanh tay alo để cho em Phượng để chốt cọc nhé, cũng như là để tham khảo những cái mẫu xe khác bên cửa hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của em.